cô có chuyện muốn nói hả? Dạ không. Thầy có gì nói trước đi thầy. Ờ, dạo này Kim Chi có bị hiện gì lạ không? Kim Chi hả? Dạ có. Dạo này Kim Chi ngày nào cũng hát hết trơn hả thầy? Hát bất kể ngày đêm luôn. Tại vì Kim Chi mới nhận được vai mới trong vở kịch á, cho nên là mê lắm, ngày nào cũng hát hết. Không phải, ý tôi là Kim Chi quen bạn trai mới chưa? Chuyện đó thì em không có nghe Kim Chi nói. Ủa? Kim Chi? Sao trùng hợp quá vậy? Trùng hợp kìa, vô ngồi. Thôi, thổi mình sao? Không sao, vô ngồi đi, người nhà không à. Đi vô đây. Ngồi đi, người nhà không à. Không phải tôi với thầy Phúc đi riêng đâu nha. Tại hồi nãy là đi ăn với lại tổ giáo viên á, đông lắm thầy ha, nãy đông dữ lắm. Mà mọi người ăn xong mọi người về trước rồi. Mà bà đi với ai vậy? Tôi... Điên mình hả? Kim Chi? Sao em điên mình không chờ anh vô chung vậy? Anh là... Xin giới thiệu với mọi người, đây là trợ lý đạo diễn chỗ sân khấu kịch tôi làm á. Chào anh. Chào em. Anh, vô ngồi chung cho vui. Chào bạn. Chào. Mời ngồi. Mình xin được gửi hai bạn. Dạ. Ồ, Kim Chi. Em giới thiệu bạn em đi. Đây là Diệu Hiền, bạn cùng phòng với em. Chào anh. Chào Diệu Hiền. Dạ. Còn... tôi là bạn thân cũ của cô. Bạn thân cũ. Xin lỗi, bạn tên gì vậy? Đức Phúc. Chào Đức Phúc. Chào. Mình là Công Khanh. À. Xin lỗi, mấy bạn nói chuyện với nhau đi nha. Mình nghe điện thoại cái. Alo. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nghĩ mối quan hệ chúng ta đâu cần phải cho bạn trai cô biết. Bộ anh nghĩ đó là bạn trai của tôi hả? Nè, đừng có hiểu lầm nha. Ảnh á, chỉ là trợ lý đạo diễn chỗ sân khấu kịch tôi làm thôi. Nói cho anh nghe nè, ảnh đang chủ động theo đuổi tôi đó. Còn tôi không có gì hết. Đừng có mà suy nghĩ lung tung. Đừng nghĩ lung tung hả? Vậy mà gặp tôi, mối quan hệ của tôi với cô như thế nào, cô còn không dám cho người ta biết nữa. Thì gì? Xin lỗi mọi người. Vì đã đợi mọi người phải chờ. Đâu có gì. Thật sự thì hôm nay Khanh cảm thấy là vui lắm luôn á, vì được làm quen với hai người bạn thân của Kim Chi. Chắc là từ bây giờ trở về sau á, Khanh phải làm phiền hai bạn nhiều nha. Chị ạ? Nhờ hai bạn á giúp giùm mình chinh phục Kim Chi. Ủa, Diệu Hiền sao vậy? Không, lạnh quá. Bớt uống đá lại sẽ tốt cho cổ họng hơn. Thì ra là anh đi học ở bên Mỹ hả? Nước ngoài mới về. Thật sự thì lúc mới về nước á, khi mà lần đầu tiên gặp Kim Chi, cảm giác Kim Chi hốt hồn mình lên. Hốt hồn luôn á. Thú thật với hai bạn, thật sự thì mình cảm giác ở Kim Chi, cái tính Kim Chi nó hơi dị dị, nó quái lắm kìa. Nhưng mà ngặt một cái mình quái hơn Kim Chi. Mình thích cái nét dị dị như vậy á. Anh vui tính quá ha. Khanh vui tính lắm. Tại vì lúc đầu mình chưa làm quen với nhau á, cái Khanh còn hơi giữ kẻ tí xíu. Còn bây giờ mình thân nhau rồi, cảm giác gần gũi nhau quá rồi. Mình dễ gần lắm. Nè Phúc, lúc nãy mình nói rồi á, có gì á Phúc giúp mình chinh phục Kim Chi cái nha. Nha, giúp mình cái. Nè, nói bà nghe, nếu mà bạn giúp mình chinh phục được Kim Chi á, mình mang ơn Phúc trước được cuộc đời này luôn. Nè anh thôi đi. Ở đây á, Phúc có biết là ai thích chơi game offline không? Tại vì mình có một người bạn bên nước ngoài, nó gửi tặng cho mình nhiều đĩa lắm, nhiều cái game offline lắm. Nhưng mà thật sự mình không có thời gian để chơi. Ý là Khanh cũng không có thích chơi game offline nữa. Phúc mà biết ai thích chơi game đó, để mà Khanh tặng nha. biết chứ. Ủa, biết hả? Ai vậy, để mình tặng hết luôn. Tôi nè. Cái gì? Tôi thích game offline lắm. Phúc thích luôn. 1 tỷ nữa ra xe mình lấy mình tặng Phúc.
Anh cảm ơn. Ừ. Đây, nhiều lắm luôn á. Ê, lấy, lấy giùm mình đây. À, à, nhiều không? Đảo vậy? Đây, ngon quá vậy? Bạn thích cái nào cứ lấy cái đó xài. Rồi, mấy cái này mà đem về Việt Nam chắc là nhiều tiền lắm ha. Ôi, có đáng bao nhiêu đâu. mà tặng tôi hết luôn hả? Bạn thích cứ lấy. Cảm ơn nhiều nha. Đã là anh em rồi, cái gì của mình sẽ là của bạn. Mai mốt cái gì của bạn sẽ là của mình xài chung được mà. Ừ, nha. Còn cái nào nữa? Đó, chỗ này nè, nhiều lắm. Chị, anh nói nghe nè. Hả? Đi, đi với anh. Chị, chỗ đây nè. Hả? Quên coi, chị vậy? Nè, em vô đây. Anh làm cái gì vậy? Vô đây mà. Đi đâu? Vô đây nè. Trời ơi nè, buông ra coi. Hả? Có chuyện gì vậy? Nè, tôi nói cho anh nghe nha. Anh đi đồn chuyện tôi với anh á, ở trong sân khấu kịch chưa đã hay sao mà giờ còn định nói cho bạn tôi nghe nữa vậy? Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không có thích anh. Tôi nói tiếng Việt chứ không phải là tiếng Campuchia đâu mà anh không hiểu nha. Em sao vậy? Anh có làm cái gì sai đâu. Tự nhiên em lúc nào cũng làm anh mất mặt với mọi người hết á. Mệt ghê vậy. Thôi, chị, nhắm mắt lại đi. Chị vậy? Nhắm mắt lại đi. Nhắm lại một chút thôi, chút xíu à. Nhắm đi. Không có được mở mắt ra nha. Biết rồi. Ừ, khi nào anh kia mới được mở đó. Không được hí luôn nha. Ai hí đâu mà trời ơi. Nhanh nhanh đi. Từ từ. Tên lên tên tên. Tặng em nè. Trời ơi đẹp quá à. Tự nhiên tự ý đeo cái dây chuyền lên trên cổ tôi vậy hả? Thôi, không được tháo ra. Tại vì bữa anh đi công tác á, anh thấy nó đẹp quá nên mua tặng em. Và đồ đẹp á, đeo trên người em mới hợp thôi. Nhưng mà không có nhân dịp gì hết trơn á, tôi không có nhận đâu. Anh ấy... Thôi, ngày thường anh tặng em cũng được mà, đâu cần phải lễ lọc đâu. Với lại, đẹp lắm luôn á. Em, năn nỉ mà, nhận giùm anh nha. Năn nỉ luôn á. Thôi được rồi. Cảm ơn nha. Anh cảm ơn em. Nhưng mà nè, chỉ cảm ơn suông vậy thôi á hả? Ừ? À, nó phải có cái gì đó thiết thực một chút chứ. Hả? Thiết thực. Khùng. Thầy Phúc, thầy Phúc. Ôm, ôm rồi kìa. À cô Hiền, cô Hiền, cái này bấm đỡ lắm Hiền. Không phải, ôm kìa. Hả? Hả? Kìa, thầy Phúc nhìn ôm kìa gì? Đó. Hả? Ai ôm? Trời ơi, thầy chơi game của thầy đi. Cái gì vậy? Cái này chơi game đã lắm á. Máy bấm đã luôn á cô Hiền. Ôm cũng đã quá trời kìa. Ai ôm? À, bạn Hiền. Thích không? Thích. Cảm ơn nha, bấm đã thiệt luôn á. Quá đã luôn đúng không? Ừ. Bạn, bây giờ muốn chơi liền không? Chơi liền hả? Ừ. Chơi đâu? Nhà Kim Chi. Được. Chơi đã thiệt luôn á. Máy xịn có khác à, bấm sướng tay luôn á. Thích không bạn? Ờ, thích. Thầy Phúc ơi, em thấy bây giờ đâu có ai còn chơi mấy game này nữa đâu. Người ta chơi game trên mạng không à. Sao thầy không chơi game trên mạng vậy? Đâu có. Từ xưa tới giờ tôi toàn chơi thích game trên máy không à. Bây giờ thiếu gì người chơi game trên máy chúng tôi. Thầy Phúc không những đẹp trai giống Brad Pitt mà còn có tính chung thủy nữa. Ủa, chị? Đi đâu vậy? Định xuống dưới nhà mua mấy lon bia với lại đồ nhâm nhi cho mấy anh nè. Thôi, cứ ngồi đây đi. Mấy câu chuyện nặng nhọc này cứ để anh lo nha. Trời ơi, xuống đi. Mày. Kim Chi hả? Ừ. Em, em ra ngoài nghe điện thoại được không? Ở trong đó ồn quá à. Sao có chuyện gì anh? Em ra ngoài chưa? Em ra ngoài rồi nè. Kim Chi, bây giờ em tắt máy đi nha. Anh gọi video cho em. Chi vậy? Ừ, tắt máy đi mà. Hai, em thấy anh chưa? Em thấy rồi. Thấy
thấy kỹ không? Kim Chi, anh muốn được chính thức làm người yêu của em, để anh được lo lắng và chăm sóc cho em. Đồng ý làm bạn gái anh nha. Anh làm gì nữa vợ? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không hiểu nữa thì sao? Thôi mà, bữa nay em đã chấp nhận nhận quà của anh nè, à, chịu ôm anh nè, à, bây giờ muốn từ chối nó nữa là anh buồn lắm luôn á. Em, bây giờ anh đếm từ 1 tới 10 nha. Em trả lời anh nha. 1 2 3 Alo. Alo. Em 4 5 6 7 Nè, anh đâu rồi? 8 9 và 10. Da da da. Ô ô ô ô. He he he. Ô ô ô. Ê ê ê. A a. Cái gì cô Hiền? Nhìn cái gì? Ồ, uống bia nha. Ờ, bia cũng được. Đó có gì đâu nhìn, bia thôi mà. Trời, thua hết chưa? Tại cô không á.